Tập 10. Nào, vào đi. Em thấy hình như Khang Khang mệt rồi. Mệt rồi sao? Mẹ con trai, mẹ bế con lên giường ngủ nha. Được rồi, đưa đây mẹ bế. Nào, bên trong đó. Được rồi. Ngồi đi, uống nước đi. Không ngờ em với Phương Tuấn Kiệt từng yêu nhau oanh liệt như vậy, mà giờ lại kết hôn sinh con với người khác. Cuộc đời là như vậy, luôn luôn thăng trầm. Đâu có ai biết được số phận sẽ an bài ra sao. Phải, anh cũng không ngờ rằng anh lại trở thành người khuôn giác. Nhưng anh không hề hối hận. Sao vậy? Vì ngôi nhà đó khiến anh cảm thấy áp lực. Nhưng anh làm khuôn giác, ngày ngày dãi nắng dầm mưa, anh không thấy cực sao? Cực thì có cực thôi, nhưng con đường là do anh tự chọn. Ngược lại là em. Em nói một người phụ nữ dẫn theo con như em cũng không dễ dàng đâu. Cũng giống anh thôi, con đường mình tự chọn, có khổ thế nào cũng phải đi tiếp. Trong nhà mọi chuyện vẫn ổn chứ? Xưởng bột mì kinh doanh rất tốt, nhưng bà nội thật sự rất nhớ anh. Anh Vĩ, anh có khách sao? Ông chủ gọi món. Tới ngay, cứ ngồi thoải mái đi. Đi thông thả nha. Các anh tới nơi rồi sao? Nào, mời vào trong. Được, tôi qua ngay đi. Này Khang Khang, con xem chỗ này náo nhiệt nhất đó. Náo nhiệt không? Con coi, đông người thiệt đó. Nè, chậm thôi, đi nào. Khang Khang, cẩn thận một chút. Coi chừng đó. Đi thôi. Nhìn đi, đó là quán ăn của chúng ta. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhìn đi, tới rồi, chính là chỗ này đó. Ông chủ, có đồ ăn chưa? Tới ngay. Cha, mẹ, đây là em gái của anh Chí Vĩ, vừa tới Trùng Khánh. Dạ, chào bác gái, chào bác trai. Tốt rồi, xưng hô sao đây? Cô ấy tên là Vũ Hàm, còn đây là con trai của cô ấy tên là Khang Khang. Chào bác trai, chào bác gái. Được rồi. Khang Khang, con mau chào ông bà đi. Nhanh lên. Bé nó còn nhỏ, nó sợ người lạ. Ông chủ, gọi món. Tới ngay đây, con đón tiếp họ nha. Được rồi, cha đi. Nào, chúng ta ngồi bên này đi. Qua đây. Qua đây, ngồi xuống. Bên này. Phải rồi, cha cho bọn con vài món ăn nha. Được thôi. Này Khang Khang, con mau cảm ơn chị Tiểu Yến đi. Nói đi con. Em không thích chị phải không? Có phải không muốn nói chuyện với chị không? Hay tại em đói bụng, không có sức để nói chuyện? Chị có một món bảo bối, bảo đảm em sẽ cười hi hi luôn. Chị là tiểu tiên tử kẹo que, chị chỉ tìm các em bé dễ thương thôi. Anh bạn nhỏ, có muốn ăn không? Dạ muốn. Vậy nói gì với chị đi. Cảm ơn chị. Cho em đó. Nói cảm ơn chị lần nữa đi. Cảm ơn chị, ngoan lắm. Nè Tiểu Yến, con đưa chén mì này cho má Vương cái bên đi. Dạ được, con sẽ về ngay. Nè, chăm sóc cho họ đó. Bạn gái anh sao?
Nói chính xác thì chắc là ân nhân cứu mạng của anh. Ban đầu anh lang thang ở Trùng Khánh, trên người không có một đồng, chút nữa là chết ngoài đường rồi, không ai hỏi thăm. Chỉ có cô ấy cho anh một bát mì cứu mạng. Tới lúc đó, anh phát hiện những thứ mà anh biết đều không đủ để anh tồn tại trong xã hội này. Cuối cùng anh chỉ còn cách dựa vào thể lực để mà nuôi thân mình thôi. Em có thể nhận ra là Yến rất thích anh. Anh không cảm nhận được sao? Thật ra mấy năm nay Yến luôn chăm sóc cho anh. Anh cảm kích cô ấy. Nhưng anh tội lỗi đầy mình. Chuyện tình cảm không nói được đâu. Vẫn còn nhớ Tố Tố sao? Dù sao cũng là anh hại cô ấy. Nếu lúc đó anh kiên quyết hơn, chắc con của bọn anh đã lớn bằng Khang Khang rồi. Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi. Không lẽ anh cứ ôm chuyện đó mà sống tiếp sao? Uống không? Uống đi. Có tin tốt, có nhà cho thuê đó. Chúng ta qua đó coi đi. Đi thôi, đi. Vào đó xem thử đi. Nào. Qua đây. Thế sao? Thoải mái lắm. Em thấy sao? Anh thấy cũng được. Gần nhà của anh, dễ chăm sóc cho em hơn. Em cũng thấy được đó. Nè, nhưng mà hơi vượt dự tính một chút. Không sao đâu, cứ giao cho tôi. Chú Trương, phòng này cho chị Vũ Hàm thuê rẻ chút được không? Phòng này rẻ lắm rồi. Chị Vũ Hàm một thân một mình, vừa trông con lại vừa kiếm tiền nữa, cực khổ lắm. Chú từ bi đi, giúp cho người ta đi. Không được đâu. Thím của con nói bao nhiêu là phải bao nhiêu đó. Được rồi, vậy con sẽ tự nói với thím, sẵn cho bà ấy biết. Lần trước chú Trương thắng bài được nhiều tiền lắm. Để cháu tính coi thắng bao nhiêu nha. Được rồi, nè 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 nè. Xem như chú sợ con rồi đó. Phòng này giảm 10%, 20% đi. Con đừng có được voi đòi tiên. Được rồi, vậy cứ quyết định vậy nha. Được, vậy chú đi đây. Có gì thì tìm chú. Chút nữa con sẽ đem tiền qua cho chú. Cảm ơn cô nha. Nếu như em có gì cần nữa thì nói với cô ấy. Sau này có chuyện gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ nghĩ cách giúp cho cô. Thật sự rất cảm ơn cô. May mà nhờ có cô giúp đỡ, mẹ con tôi mới có thể ổn định. Cô là em gái của anh Vĩ, thì cũng là chị em của tôi. Giúp chút thôi có gì đâu. Tiểu Yến, Tiểu Yến, mẹ của tôi lại phát huy sư tử hống rồi. Tôi qua đó trước nha. Nha đầu này thật sự rất tinh nghịch. Trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mẹ thôi. Chẳng phải anh cũng vậy sao? Trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ má hai. Chỉ sợ bà ấy lèm bèm thôi. Nghe nói gần đây Thượng Hải bị Nhật tấn công. Không biết trong nhà sao rồi. Em cũng không rõ. Và cũng đang rất lo lắng. Người có tiền ở Thượng Hải được dọn tới Trùng Khánh. Em nói coi họ có tới đây không? Sẽ tới thôi. Anh xem anh kìa, rốt cuộc thì trong lòng của anh vẫn nhớ Tô Gia có đúng không? Anh sợ đi đường gặp nhau sẽ ngượng thôi. Cũng may Trùng Khánh này không nhỏ, đến thì cũng chưa chắc sẽ gặp. Hơn nữa bà ấy cũng lớn tuổi rồi, chỗ này nghèo như vậy bà ấy sẽ không tới đâu. Gì chị, cái này là... Chị Vũ Hàm, nếu chị không chê thì cứ tạm dùng đi nha. Như vậy thì ngại quá. Tôi không thể nhận được đâu. Cô mang về đi. Nhà của tôi còn nhiều lắm. Tôi hỏi mẹ tôi rồi nên mới mang qua đây. Chí Vĩ, không, nhận đi. Không phải như ở nhà, tiết kiệm được thì tiết kiệm. Phải đó, nào, nhận đi. Chí Vĩ, như vậy không được đâu. Tiểu Yến, thật lòng cảm ơn cô. Không có gì, trong tiệm bận lắm, tôi đi trước đây. Cảm ơn cô, Tiểu Yến. Đúng là một cô gái tốt bụng.
Cái này anh đồng ý. Chưa liên lạc được với Phó Tổng Hoa sao? Dạ đúng. Tôi tới bến tàu hỏi thăm, rốt cuộc máy móc đã được lắp lên tàu hay chưa? Lắp thì chắc chắn đã lắp. Tính thời gian thì cũng nên có chút tin tức. Chạy ngược dòng chắc là hơi chậm thôi. Vài hôm nữa sẽ có tin tức. Cứ kéo dài cục diện như vậy, e là mấy hôm nữa cũng chưa đi được. Theo con thấy thì phải làm sao? Bây giờ vé tàu đi Trùng Khánh rất khó mua. Hay là như vậy, chúng ta đổi qua đi máy bay đi được không? Đúng là hơi mắc, nhưng mà sẽ là cách thỏa đáng nhất. Cứ làm theo lời của con nói đi. Lão Kim, đi gọi Lão Đỗ qua đây. Vâng, Lão Phu Nhân. Em đã hứa với Vương Tiểu Mao là sẽ không khai anh ta ra. Anh nhất định phải để ý Tiêu Kiếm, biết không? Sao vậy? Dạ không sao. Con đang nghĩ tới chuyện ở Trùng Khánh. Lão Phu Nhân, bà tìm tôi. Lão Đỗ, mấy hôm nữa chúng tôi sẽ ra ngoài. Nếu như Hoa An có gọi tới đây thì nói với nó chúng tôi đã tới Trùng Khánh, hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Chúng tôi tới Trùng Khánh rồi sẽ tìm một chỗ dừng chân, sau đó sẽ cho các anh biết cách liên lạc. Có tin tức gì lập tức cho chúng tôi biết. Dừng, lui xuống đi. Có chuyện gì tôi sẽ báo Lão Kim nói cho anh biết. Dạ được, Lão Phu Nhân. Chào anh, cho hỏi đi mấy người. Không cần đâu. Ông chủ, đã tìm được người mua lô máy đó rồi. Đây, tiền cọc đây. Làm tốt lắm, không thiếu phần của anh đâu. Cảm ơn ông chủ. Lô máy lần này đã hết. Tôi xem Phương Tuấn Kiệt đó sẽ làm sao. Cho dù anh ta có bản lĩnh ra sao thì cũng không thể hiện được. Chắc chắn anh ta gặp xui xẻo rồi. Ai kêu anh ta giành người phụ nữ Tô Vũ Hàm đó với anh? Nói tới Vũ Hàm, lần trước ở bến tàu nhìn thấy cô ấy dẫn theo một đứa bé. Lẽ nào Phương Tuấn Kiệt đã nói đúng, Vũ Hàm có chồng con rồi sao? Ông chủ, anh nói cô ấy kết hôn rồi, sinh con rồi. Vậy thì anh có muốn lấy cô ấy nữa không? Mỗi lần nhớ tới cảnh lao tù năm đó, tôi không thể nào tha thứ được cho Phương Tuấn Kiệt. Cuộc chiến của tôi và hắn chỉ mới bắt đầu thôi. Sao Vũ Hàm có thể đứng ngoài cuộc chứ? Chờ mình với, chờ mình nữa. Cậu chạy nhanh quá đó. Chào anh. Cho tôi hỏi chủ nhiệm Lý có ở đây không? Cô đây là... Tôi tên Tô Vũ Hàm, hiệu trưởng Mai của trường tiểu học Trùng Giang giới thiệu tôi qua đây. Giờ chủ nhiệm Lý sắp xếp giúp tôi. Nhưng tháng trước chủ nhiệm Lý đã qua đời rồi. Chuyện này tôi không làm chủ được. Vậy anh có thể chuyển lời cho người làm thủ tục được không? Tôi có kinh nghiệm và năng lực dạy học rất phong phú. Nhưng mà trước mắt trường không thiếu người. Cảm ơn. Nào ra đây đi, để ta bắt ngươi. Ra đây, ra đây, ta sẽ bắt ngươi.
Chị về rồi. Chơi với Khang Khang sao? Vất vả cho em rồi. Chuyện công việc không thuận lợi sao? Không sao đâu, trời không tuyệt đường con người, chắc chắn chị sẽ tìm được công việc thôi. Có câu nói như thế này: mất gì đó, nhận gì đó. Nhận cái gì? Nói chung một câu, chị không có việc ở đây thì sẽ có việc tốt hơn đang chờ chị đó. Chị yên tâm đi. Mất quả quýt, được quả cam. Phải, chính là câu này. Mặc dù tôi tốt nghiệp cấp 2 thì đã nghỉ học rồi. Mỗi lần đọc sách, cứ đọc đi đọc lại là tôi buồn ngủ. Cho nên cuộc đời này tôi khâm phục nhất là người có học vấn. Giống như chị Vũ Hàm đây, vừa xinh đẹp vừa có học thức vậy đó. Chị Vũ Hàm, chị chắc chắn sẽ tìm được công việc thôi. Được rồi, hy vọng là như vậy. Tôi vẫn đang nghĩ tôi có thể tìm được việc gì. Không sao đâu, cứ tin tôi đi, không sai đâu. Nào, uống nước đi. Tôi đi làm việc trước nha. Nè, cô có con cần đi học không? Con làm gì vậy? Cha, kệ con đi, dù sao cũng không phải chuyện xấu. Nè cô, con cô cần đi học không? Nè Tiểu Yến, con dạy được hay sao? Đừng có làm phiền người ta. Mẹ, đương nhiên không phải là con, là em gái của anh Chí Vĩ đó. Mẹ đoán được ngay mà. Vũ Hàm nhìn cỡ nào cũng rất giống cô giáo. Tao nhã, không giống như con, điên điên khùng khùng. Mẹ, rõ ràng là mẹ biết con không phải là người của học hành. Vậy mà còn cười nhạo con sao? Con giúp chị ấy cũng đâu có xấu gì nhà mình đâu. Đúng là con gái lớn giữ không được rồi. Cho dù làm gì cũng nghĩ tới người đàn ông của mình thôi. Cha, cha thừa nhận Chí Vĩ là bạn trai con rồi sao? Chúng chỉ cha đâu có phản đối. Vì nó lai lịch không rõ ràng, không giống như ở đây. Sợ nó lừa con thôi. Từ khi cha gặp em gái của nó, cảm thấy nhà nó là một gia đình rất có gia giáo. Như vậy thì cha mới cảm thấy yên tâm. Cũng nhờ vậy mà cha nhìn khác gì nó đó. Cảm ơn cha, cảm ơn cha đã tội nguyện. Con làm gì vậy? Con đó đúng là hấp tấp. Con đó, Chí Vĩ nó chưa có nói con là bạn gái của nó mà. Phải đó. Anh ấy dám nói con không phải bạn gái sao? Con sẽ ném anh ấy xuống sông. Bà nói coi, sao lại sinh ra một đứa trẻ điên như vậy chứ? Sao ông lại trách tôi? Rõ ràng nó giống ông mà. Giống tôi sao? Cha mẹ con giống hai người có được không? Được rồi, được rồi. Sau này con giống con gái một chút đi. Biết rồi mà. Xem kìa, không nhẫn nại được đúng không? Mẹ con nói con phải nhớ đó. Cha tốt nhất, vất vả rồi. Đứa con này thiệt tình. Đúng là hết nói nổi với con. Căn nhà nát gì không biết, cầu thang thì lại chật hẹp, hai người đụng mặt nhau sẽ va vào nhau mất. Tôi và chúng ta hết tiền thật rồi sao? Sao cứ phải ở chỗ này chứ? Không phải là mẹ kén chọn, mà mẹ thấy căn nhà này trả ra làm sao? Để người ta biết tôi và ở nhà kiểu này, còn không bị cười thúi đầu sao? Mẹ à, nhà chúng ta có 4 người, ở nhà này vừa đủ rồi. Nếu không nhà lớn ít người thì quạnh quẻ lắm. Nào, uống nước đi. Trùng Khánh chỉ là tạm thời thôi. Đánh trận xong thì mình quay trở về. Hơn nữa hạ nhân đều chuẩn bị ở Thượng Hải. Con còn quán giận gì nữa chứ? Như vậy con vẫn chưa hài lòng sao? Con đâu phải là vì hứng thú của riêng mình đâu. Con vì Tô Gia mà. Mấy bạn của con ở đây, ai cũng mua nhà, chỉ có nhà mình là nhà thuê thôi. Họ ra vào đều có xe, chỉ có con là không có. Con không dám nói cho ai biết hết, sợ làm mất mặt gia đình. Thuê nhà thì đã sao? Nhà như thế này có mấy người thuê nổi chứ? Tại sao con lại nói như vậy? Đừng có quán trách nữa. Mẹ à, chúng ta tính như vậy đi.
Mua nhà là tài sản của mình, còn thuê nhà là tiêu tiền cho người khác. Cái này tính sao cũng không bằng mua. Mẹ nghe có lý hay không? Ban đầu không phải đã nói rõ rồi sao? Mọi chuyện giao cho Tuấn Kiệt tính. Nghe lời nó sắp xếp đi. Chờ công xưởng ổn định xong rồi, mua xe mua nhà Tuấn Kiệt sẽ xử lý. Con cứ yên tâm. Phải đó, mẹ gấp gấp cái gì chứ? Mẹ gấp sao? Mẹ sao mà dám gấp chứ? Tại con không có bản lĩnh làm đương gia thôi. Chúng ta ở nhà của mình còn không bằng ở nhờ. Chú Kim, phiền chú tới chỗ bến tàu xe máy của chúng ta đã tới chưa. Nghe ngóng thêm tin tức của Phó Tổng Hoa. Mấy hôm nữa tôi sẽ đi tìm nhà xưởng. Còn nữa, bên lão Đỗ, ông báo chung ấy đừng rời khỏi. Chờ điện thoại của Phó Tổng Hoa, có được hay không? Dạ được rồi, vậy tôi đi đây. Mau đi đi. Để con nghe. Alo, cho tìm Phùng Gia Lệ. Được, chờ một chút. Bà Hai, tìm bà đó. Alo, là tôi đây. Được. Khi nào mà tôi không rảnh chứ? Là vậy sao? Được, được chứ. Vậy chút nữa mình gặp nha. Được rồi, tạm biệt. Mẹ, mẹ định ra ngoài sao? Bạn của mẹ hẹn mẹ đi uống trà chiều, sẵn tiện đánh mặt trượt luôn. Bây giờ mẹ đi làm tóc trước đây. Nè Vũ Đồng, con đi chung với mẹ đi. Con không có ra ngoài, làm tóc làm gì? Con gái đẹp là nhờ nhan sắc. Xem cái bộ dạng chả ra gì của con kìa. Hèn gì chồng con không thích con. Được rồi, con đi với mẹ. Nào, đi thôi. Mẹ cho con biết, chúng ta phải đi làm tóc trước, sau đó dạo phố mua đồ. Đánh mặt trượt xong thì mua thêm mấy bộ đồ mới. Như vậy ra ngoài thì mới không mất mặt được. Hội trưởng La, quan ngân quan ngân. Lần đầu tới Trùng Khánh nhiều việc, trẻ như vậy mới tới thăm, thật là ngại quá. Đừng khách sáo, cứ gọi bằng bác đi. Đừng có gọi là hội trưởng nữa, nghe xa lạ lắm. Thời gian qua nhanh thiệt đó. Lần trước gặp cậu chỉ là một thằng nhóc, bây giờ đã khác rồi. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Bác La quá khen rồi, cháu còn kém xa cha của cháu. Lần này cậu đến Trùng Khánh phát triển, khí thế không nhỏ chút nào. Cha của cậu có khỏe không? Cha của cháu đang dưỡng bệnh ở Hồng Kông. Bây giờ thời cuộc bấp bênh, tạm thời chưa định về. Vậy thì tiếc quá. Bất động sản ở Trùng Khánh mất đi một ông lớn như Tiêu Chính Hào, đúng là mất mát. Cha của cháu đã giao công ty cho cháu rồi, nhất định phải khuếch trương tiêu thị ở Trùng Khánh, phải làm đẹp hơn. Tốt lắm, có tiền đồ, có chí hướng. Nhưng mà lần này cháu đến đây còn chưa quen, phải nhờ bác La dìu dắt nhiều hơn. Tôi thấy như vậy, ngày mai là một buổi tiệc, cậu cùng tới tham gia đi. Tới lúc đó tôi sẽ giới thiệu cậu với các nhân vật có tiếng ở đây. Cảm ơn bác La, cháu sẽ tới đúng giờ. Vậy giờ tôi sẽ nói với cậu Thượng Hải với Trùng Khánh có gì khác nhau. Dạ được. Đầu tiên, người trong giới bất động sản ở Trùng Khánh rất khác với người trong giới bất động sản Thượng Hải. Cậu nhìn nè, trâu nước tới đây. Trâu nước tới đây. Con tự chơi đi nha. Dạ. Không có việc phù hợp sao? Em không cần lo lắng đâu. Chỉ cần anh làm thêm vài chuyến mỗi ngày, nuôi em với Khang Khang cũng được mà. Sao mà được chứ? Sao em có thể để anh nuôi em? Em cho anh biết, anh cứ làm như vậy, chắc chắn sức khỏe của anh không chịu nổi đâu. Em phải nhanh chóng tìm việc. Anh không sao mà, em tìm được hay không, đâu có sao. Tin tốt, tin tốt. Chị Vũ Hàm, tôi tìm việc giúp chị rồi nè. Đi thôi, đi thôi. Dừng lại. Đi thôi. Trước đây, đây là phòng sách của ông tôi. Từ khi ông ấy đi thì nơi này bỏ trống. Chị đến rồi, vừa khéo có thể sử dụng. Tốt lắm. Nhưng vừa rồi cô nói. Vào đây đi, vào đây rồi nói. Chào cô. Như vậy là sao? Về chỗ ngồi đi, nhanh lên.
Nè Tiểu Yến, cô cho tôi biết chuyện gì đi. Đừng hỏi nữa, mau chạy đi. Các bạn, cô họ Tô. Sau này các em gọi cô là cô Tô được không? Chào cô Tô. Chào các em. Nghe lời cô, nhớ học cho ngoan đó có được không? Được rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu làm quen đi. Chúng ta cứ làm quen với nhau trước, giới thiệu bản thân, bắt đầu từ em đi. Em tên La Chí Cương, còn em là Khâu Tử Dương. Bà nội, bên thương hội mời con với Vũ Đồng tham gia tiệc. Đúng lúc bọn con cũng đi làm quen thêm một số người, cũng có thể bắt mối quan hệ với người ta. Được, Vũ Đồng, con nên thay Tuấn Kiệt lôi kéo quan hệ đó, con có biết không? Dạ con biết rồi. Mẹ của con đâu? Sao cả ngày không thấy nó chứ? Bà ấy đi đánh bài rồi. Rảnh rỗi ghê đó. Mới đó đã tìm được niềm vui rồi sao? Như vậy cũng tốt, tai cũng được yên tĩnh một chút. Tuấn Kiệt, con có tin gì của Hoa An chưa? Dạ vẫn chưa. Chúng ta tới Trùng Khánh hơn nửa tháng mà vẫn không có tin tức gì của nó. Không xảy ra chuyện gì chứ? Con nghĩ là không đâu. Con có nói chú Kim ra bến tàu để ngóng tin mỗi ngày. Với lại gần đây người với hàng bên này cũng tăng lên nhiều. Có lẽ chậm trễ một chút thôi. Thật ra ta cũng không phải lo lắng về số máy đó. Cô gia tiểu thư, xe tới rồi. Cảm ơn mẹ Tiết. Bà nội, bà không cần lo lắng đâu. Hoa An chắc chắn sẽ không sao. Bọn cháu đi trước đây. Đi đường cẩn thận đó. Tạm biệt bà nội, tạm biệt. Tiêu Kiếm, đây là ông chủ Ngô của tiệm cổ Khai Tố. Hai người làm quen đi. Ông chủ Ngô, thân hạnh. Sau này nếu tiêu thị có cần gỗ, mong anh giúp đỡ nhiều hơn. Chắc chắn, chắc chắn. Thất lễ rồi. Tôi xin phép nha. Được, mời. Bác La, thật lòng cảm ơn bác đã giới thiệu nhiều người cho cháu. Cháu sẽ làm tốt chuyện làm ăn sau này. Sếp Phương, Tiêu Kiếm, chúng ta qua đó đi. Sếp Tiêu, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Bác La, để cháu giới thiệu. Đây là sếp Phương của xưởng bột mì Thượng Hải, Phương Tuấn Kiệt. Còn chị này là phu nhân của anh ấy. Chào ông, hân hạnh được gặp. Chào, tôi là La Hạo Đông. Sếp La là hội trưởng thương mại Trùng Khánh. Quen biết nhiều trong giới kinh doanh, có cần giúp gì sếp La sẽ không chối từ. Em là sau này phải phiền hội trưởng La rồi. Không thành vấn đề. Xưởng bột mì đại phát của Thượng Hải, tôi có nghe người ta nói qua. Là ai? Hội trưởng, bạn Bắc Bình anh hẹn đến hết rồi. Được, vậy các cậu cứ nói chuyện trước đi. Dẫn tôi qua đó. Tuấn Kiệt, đại phát của các anh cũng tới Trùng Khánh sao? Phải. Máy móc của chúng tôi đang trên đường đến. Tới lúc đó tìm xưởng rồi tuyển người, tiếp tục sản xuất. Tôi thấy nhờ kinh nghiệm trăm năm của đại phát, không bao lâu chắc chắn sẽ chiếm lĩnh thị trường thôi. Mong được như vậy. Tiêu Kiếm, sao anh không đến Hồng Kông với cha mẹ của anh mà lại tới Trùng Khánh? Đương nhiên chỗ nào làm ăn được thì tới chỗ đó thôi. Các người coi, bây giờ người đổ dồn về Trùng Khánh, chính là cơ hội tốt để tiêu thị phát triển, không đúng sao? Sếp Phương, ông chủ Phạm, sao anh cũng tới Trùng Khánh vậy? Giặc tấn công, không tới Trùng Khánh không được. Qua đợt này phải tìm xưởng và tuyển thêm người. Tới lúc đó mong rằng ông chủ Phạm sẽ giúp đỡ nhiều. Dễ thôi. Thì ra các người tới Trùng Khánh, tôi còn tưởng tới Hồng Kông.
Hồng Kông là đất của người Tây, phải nhìn sắc mặt của người Tây, dẫn tới chỗ của mình thì tốt hơn. Phải đó. Sao Phó Tổng Hòa lại không tới Trùng Khánh với các anh mà lại tới Hồng Kông? Anh ấy tới Hồng Kông sao? Anh có nhìn lầm không? Sao có thể chứ? Tôi có giao tình nhiều năm với anh ấy mà. Nói khó nghe là anh ấy có quá thành trò tôi cũng biết đó. Vậy Phó Tổng Hòa có nói với anh tới Hồng Kông làm gì không? Hôm đó anh ấy đi rất gấp và không nói gì hết. Phó Tổng đi Hồng Kông để xử lý chuyện riêng. Anh ấy có nói mà tôi quên mất. Anh biết sao? Thì ra là vậy. Tôi còn cảm thấy ấm ức trong lòng. Tại sao anh ấy một mình tới Hồng Kông? Tuấn Kiệt à, tôi dẫn mấy anh làm quen với mấy ông chủ khác. Tuấn Kiệt, ở đây nhiều người, em cảm thấy ngột ngạt. Hay là chúng ta về đi? Được rồi, chúng ta về. Thật ngại quá, xin phép. Chuyện gì chị? Về nhà rồi nói. Cô gia, cậu tìm tôi. Chú Kim, chú lập tức điều tra số máy móc đã tới cảng chưa? Nếu chưa thì mau chóng điều tra. Rốt cuộc bên Thượng Hải có đưa lên tàu hay không? Có chuyện gì vậy? Có chút chuyện, mau làm đi. Nhưng đừng để bà nội biết. Tôi không muốn bà ấy lo lắng. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi xử lý. Anh đúng là mất cảnh giác. Trước khi xuất phát, anh nên xác nhận rốt cuộc là máy móc có được đưa lên tàu hay không. Anh nói Hoa An không hề đưa máy móc lên tàu sao? Bây giờ Hoa An đang ở Hồng Kông, sao anh ấy có thể phân thân mà vận chuyển máy móc? Anh ta đúng là to gan. Này đúng là người biết mặt không biết lòng. Không ngờ anh ta lại làm ra chuyện như vậy. Bây giờ Hoa An là người ra sao không quan trọng. Quan trọng nhất là số máy móc đó đang ở đâu. Nếu không có máy, Đại Phát làm sao tiếp tục sản xuất? Anh khoan gấp gáp. Nếu thực sự không tìm được thì chúng ta có thể mua lại. Bây giờ đang đánh giặc khó khăn, cho dù có tiền cũng không mua được đâu. Nếu như không được nữa thì chúng ta mua trong nước. Không được. Tại sao Đại Phát lại thành công? Là vì năm đó cha của em đã dùng máy của nước ngoài đầu tiên thì mới đảm bảo được chất lượng của bột mì. Thì ra là như vậy. Còn nếu không được thì chúng ta nói với bà đi. Chúng ta không thể cứ chờ như vậy. Chuyện bây giờ chúng ta có thể làm chính là chờ đợi đó. Nhưng mong Hoa An chỉ vòng qua Hồng Kông mấy hôm sẽ về. Hy vọng chú Kim có thể tìm được số máy đó. Phải rồi, Tiêu Kiếm có bạn ở Hồng Kông. Có lẽ chúng ta nên nhờ anh ấy nghe ngóng giúp. Là bạn cũ cả, em nghĩ anh ấy sẽ giúp. Em vẫn tin anh ta sao? Em biết anh có thành kiến với anh ấy. Anh vẫn còn nghi ngờ Vương Tiểu Mao cho anh ấy sai khiến sao? Anh không muốn nói chuyện này với em. Anh không muốn cãi nhau với em. Thiệt tình, mệt nhọc cả ngày mà không kiếm được bao nhiêu. Phải đó, cả nhà còn đang chờ ăn đây. Cho hỏi, kho hàng ở đâu vậy? Ở bên kia, đi thẳng đó. Cảm ơn nha. Lần đầu anh tới Trùng Khánh sao? Phải đó. Cậu ơi, Khang Khang, từ từ thôi. Khang Khang, chị không theo kịp nữa, từ từ thôi. Nè, có sao không, Khang Khang? Khang Khang, Khang Khang, Khang Khang, em sao vậy? Em đừng có hù chị đó. Khang Khang, Khang Khang, Khang Khang, không lấy tiền nữa. Khang Khang, Khang Khang, nó sao vậy? Tôi không biết. Khang Khang, Đại
Mấy cô xưởng bột mì Đại Phát sao? Hai tuần trước đã được đưa đi rồi. Là ai đưa đi? Trên này ghi là Hoa An. Là Hoa An đó. Hoa An đang ở Hồng Kông mà. Chắc chắn có người giả danh. Cái này tôi không biết. Chúng tôi chỉ nhìn con dấu chứ không nhìn người. Nếu như anh không tin thì tự xem đi. Đây là con dấu công ty Đại Phát mà. Máy bị người ta đưa đi rồi sao? Người coi kho xác nhận là con dấu của Đại Phát. Xem ra đúng là Hoa An đã làm. Sao anh ta có thể làm như vậy? Tô Gia không còn máy là không còn tương lai. Đây là Tô Gia phấn đấu cả đời để giành được. Sao anh ta có thể làm như vậy chứ? Không có máy, không thể mở xưởng. Tại sao không thể mở xưởng? Xưởng bột mì không mở thì mình ăn gì? Tại sao không mở? Cậu nói đi. Không phải không mở, mà là máy móc đã bị Hoa An đưa đi hết rồi. Không biết đã đi đâu. Máy móc bị lấy đi rồi sao? Như vậy thì tiêu rồi. Tôi và chúng ta ngắp gió hay sao chứ? Bà hai, bà đừng gấp. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Cậu nghĩ cách? Cậu không có tiền, không có máy, cậu lấy gì để giải quyết? Tôi cho cậu biết, Vương Tuấn Kiệt gây ra quả này chính là vì cậu đó. Hôm đó là ai ép tôi không cho tôi tới bến tàu vận chuyển máy? Là ai đã ép bà nội kêu Hoa An đi? Nếu để cậu đi thì người bỏ trốn lần đó chính là cậu đó. Ý gì đây? Tôi sẽ làm chuyện như vậy sao? Tôi sẽ lừa các người sao? Đương nhiên là không. Nhưng mà nói thế nào, Hoa An cũng là người thân của nhà này. Cậu là cái thá gì chứ? Cậu chỉ là người dân thôi. Tôi thì sao? Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với Tô Gia chưa? Cậu chưa làm chuyện có lỗi với Tô Gia. Nhưng trái tim của cậu ở đâu? Có ở Tô Gia hay không? Trái tim cậu đã sớm chạy theo Vũ Hàm đó rồi. Bà đang cố ý moi móc. Bà có dụng tâm khác. Vậy thì đã sao? Nếu không phải Vũ Đồng bám theo cậu thì cậu không có tư cách làm con rể của tôi. Có tư cách hay không, trong lòng của tôi rõ. Không cần bà phải nhắc. Được lắm. Hôm nay cậu dám nói như vậy với tôi. Cậu, đừng để cho tôi mất đi sự tôn trọng cuối cùng dành cho bà. Cậu buông tôi ra. Cậu đừng tưởng nhà tôi cho cậu làm chủ thì cậu hay lắm. Cậu, tôi sợ cậu chắc. Mẹ à, sáng sớm ồn ào cái gì vậy? Bà vẫn còn đang ngủ đó. Vũ Đồng, Tô Gia tiêu đời rồi đó. Mấy cái tiền của chúng ta bị Hoa An lừa hết rồi. Chúng ta không thể mở xưởng được nữa. Bây giờ Hoa An đang ở Hồng Kông. Chắc chắn là có âm mưu từ trước. Mẹ, bà nội. Bà nội, bà nội. Mẹ, mẹ. Lão phu nhân, bé bị chấn động kinh, không tái phát thì không nghiêm trọng. Truyền dịch xong sẽ được về nhà. Cảm ơn bác sĩ. Cậu bé dễ thương như vậy, sao lại mắc phải chứng bệnh đó chứ? Chị Vũ Hàm đúng là cực khổ. Làm khó một người phụ nữ dẫn con theo rồi. Mẹ, mẹ cố chịu đựng đi. Mẹ, mẹ đừng có chuyện gì đó. Mẹ, mẹ phải cố chịu đựng. Bà nội, bà cố chịu nha. Mẹ, mẹ phải cố chịu đó. Mẹ, mẹ đừng có chuyện gì đó. Mẹ, mẹ. Được rồi, các chị không được vào trong đâu. Chúng tôi sẽ cố gắng cấp cứu. Bồ Tát phù hộ, bà đừng có chuyện gì. Bồ Tát phù hộ, xin Bồ Tát phù hộ. Bác sĩ, bà của tôi sao rồi? Sao rồi? Bà chỉ bị kích động nhất thời, không sao đâu. Nhưng mà bà cũng già yếu rồi, tốt nhất nên nhập viện quan sát một thời gian. Được rồi, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn nha. Khang Khang ngủ rồi. Xin lỗi, dì đã không cho anh biết tình trạng bệnh của nó. Chắc là đã làm anh với Yến một phen hết hồn. Không sao đâu, không sao là được. Hôm nay anh gặp bà nội ở bệnh viện đó. Bà cũng tới sao? Tại sao bà nội lại nhập viện? Xảy ra chuyện gì vậy? Bị kích động, không sao. Nằm viện vài hôm là khỏe. Vậy thì tốt. Vậy bà có thấy anh không?
Người Tô gia không thấy anh, huống chi là bà. Người của Tô gia? Đúng. Anh thấy mẹ của anh, thấy Vũ Đồng và cả Phương Tuấn Kiệt. Vậy sao? Tốt thiệt đó. Chỗ này an toàn hơn ở Thượng Hải. Phải rồi, anh cũng nên đi thăm bà đi. Bà lớn tuổi rồi, vẫn nhớ nhung anh đó. Anh đi thăm bà đi được không? Không có thành tựu gì anh sẽ không về đâu. Không lẽ anh muốn người già tiếc nuối hay sao? Tại sao vậy? Rõ ràng trong lòng của anh vẫn nhớ người thân mà. Sao anh không thể vì bà? Anh tới thăm bà một chút đi. Vậy em thì sao? Không phải em cũng chỉ tiếc nuối trong lòng sao? Sinh ra Khang Khang, em có từng nghĩ rằng bà ấy sẽ nhớ em với Khang Khang đau khổ tới mức nào không? Em sao? Em không thể về đâu. Tại sao vậy? Vì Phương Tuấn Kiệt và Vũ Đồng phải không? Mẹ, bà nội. Con cho ta biết số máy đó có phải bị Hoa An đưa đi thật rồi không? Có phải hiểu lầm gì hay không?